Xin chào các em. Hôm nay cô sẽ giới thiệu với chúng ta nội dung của bài 19 và nội dung của bài 20 trong sách lịch sử lớp 11. Chúng ta sẽ mở sách giáo khoa ra. Bài 19, Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược từ 1858 đến 1973. Một lớn liên quân Pháp, Tây Ban Nha xâm lược Việt Nam, chiến sự ở Đà Nẵng. Để tìm hiểu mục một lớn, chúng ta sẽ đi tìm hiểu mục một nhỏ, tình hình Việt Nam trước khi bị Pháp xâm lược. Vậy thì trước khi bị Pháp xâm lược, Việt Nam chúng ta có tình hình như thế nào về kinh tế, về chính trị, về xã hội, về quân sự, về đối ngoại, vân vân. Thì trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu về chính trị. Về chính trị thì lúc này đứng đầu nhà nước Việt Nam đó là Vua Gia Long hay còn gọi là Vua Nguyễn Ánh. Ông tại vì năm 1802 và mất năm 1819. Thì về chính trị, trước khi Pháp xâm lược, chúng ta vẫn là một nước phong kiến độc lập nhưng mà bị khủng hoảng trầm trọng. Chế độ phong kiến lâm vào tình trạng rất là khủng hoảng. Về kinh tế thì kinh tế Việt Nam chúng ta quan sát vào đây và thấy là hình con trâu đi cày rồi là quay tơ, thì mặc dù là kinh tế cả công nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp đều có, nhưng mà kinh tế nông nghiệp thì lạc hậu đình đũng, thủ công nghiệp thì sa sút và thương nghiệp thì không thể phát triển được. Về xã hội chúng ta sẽ tìm hiểu vào đây, chúng ta sẽ tìm hiểu thấy rằng là lược đổ phong trào khởi nghĩa của nông dân dưới thời Nguyễn, khi mà chính trị khủng hoảng rồi dẫn đến kinh tế thì khó khăn, nông nghiệp đình đốn, thủ công nghiệp sa sút, thương nghiệp không phát triển, thì dẫn đến chắc chắn xã hội sẽ có dẫn đến sự khủng hoảng, đó là đời sống nhân dân sẽ gặp nhiều khó khăn. Và chắc chắn khi mà đời sống nhân dân khó khăn họ dẫn đến mâu thuẫn, và khi mâu thuẫn dẫn đến đỉnh thời điểm thì chắc chắn sẽ dẫn đến các cuộc khởi nghĩa diễn ra. Và đây là lược đồ các cuộc khởi nghĩa diễn ra ở dưới thời kỳ nhà Nguyễn, như là ở Cao Bằng này, Sơn Tây này, rồi là Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Ngãi, rồi là ở An Giang, vân vân. Đó là những cái phong trào đấu tranh của nhân dân ta diễn ra. Chúng ta nhìn vào đây, chúng ta sẽ thấy các cái ngọn lửa đấu tranh này diễn ra của chúng ta, đặc biệt là diễn ra những yếu nhiều nhất của miền Bắc của ta lúc bấy giờ. Về đối ngoại thì nhà Nguyễn lúc này có một cái chính sách đối ngoại người ta gọi là chính sách đối ngoại sai lầm. Đó là nhà Nguyễn tiến hành cấm đảo, diệt đảo, xua đuổi giáo sĩ và đóng cửa không giao lưu ở bên ngoài. Sở dĩ tại sao lại như vậy? Và vì thời kỳ này thì các nước phương Tây đã tiến hành xong cuộc cách mạng tư sản và đang tiến lên giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, và mục tiêu của họ đó là họ sẽ đi tìm những nguồn nguyên liệu mới, vật liệu mới, thị trường mới và nguồn giao công, nguồn lao động rẻ mạt, và các nước châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng với cái điều kiện kinh tế khó khăn, rồi chính trị khủng hoảng, kinh tế xã hội rối ren, thì chắc chắn đây là những mùi ngon. Và nhà Nguyễn đã sợ các nước phương Tây đến đây xâm lược cho nên đã tiến hành đóng cửa không giao lưu với bên ngoài, và đặc biệt là các cái giáo sĩ phương Tây đã truyền đạo Thiên Chúa giáo vào nước ta. Ở lớp 10 các bạn sẽ được học rồi, tôi không nói lại nữa. Và nhà Nguyễn sợ rằng là những giáo sĩ này để mở đầu cho các cuộc chiến tranh xâm lược, cho nên nhà Nguyễn đã thực hiện chính sách đó là cấm đảo, diệt đảo và xua đuổi giáo sĩ. Người ta gọi cái chính sách ngoại giao này đó là chính sách ngoại giao sai lầm. Đấy, đấy là hình cảnh hành hình giáo sĩ dưới thời vua Minh Mạng.
giáo sĩ phương Tây vào nước ta truyền đạo, thì nhà Nguyễn chờ rằng các giáo sĩ sẽ là thì người mở cửa cho các nước thực dân phương Tây vào, cho nên tiến hành đó là xua đuổi giáo sĩ, đánh đập, rồi là cấm đảo, diệt đảo, làm cho người dân gặp rất là nhiều khó khăn. Thì đó là về, còn về quân sự, chúng ta biết đây là hình ảnh lính nhà Nguyễn có cầm giáo mác, và vũ khí thời nhà Nguyễn cũng có đến Đại Bác rồi. Nhưng mà chúng ta biết rằng là quân sự rất là lạc hậu. Thì vừa rồi cô mới giảng qua về chính trị, kinh tế, quân sự, xã hội, ngoại giao. Chúng ta sẽ gộp lại. Về kinh tế, chúng ta sẽ thấy được đó là nông nghiệp sa sút, mất mùa đói kém diễn ra thường xuyên. Công thương nghiệp thì đình đốt, còn quân sự thì lạc hậu. Đối ngoại thì sai lầm, như cô vừa nói đó là cấm đảo, diệt đảo, xua đuổi giáo sĩ. Khi mà tình hình kinh tế chính trị như thế thì dẫn đến một cái hệ quả đó là xã hội sẽ gặp rất là nhiều khó khăn, và cả cuộc khởi nghĩa của nông dân sẽ nổ ra. Đó là tình hình nước ta trước khi thực dân Pháp xâm lược. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu bản đồ chính trị Việt Nam dưới thời Nguyễn. Chúng ta sang mục 2 nhỏ cho cô. Chiến sự ở Đà Nẵng. Chúng ta nhìn cái bản đồ hình chữ S của chúng ta đây. Đà Nẵng nằm trên, vì sao chúng ta tìm hiểu vì sao Pháp lại chọn Đà Nẵng làm điểm tấn công Việt Nam đầu tiên. Chúng ta nhìn lại thì hình bản đồ trước. Thừa Thiên Huế đó là thì nơi triều đình nhà Nguyễn đóng quân, và bây giờ chúng ta ra Huế chúng ta vẫn còn cái khu di tích lịch sử của triều đình nhà Nguyễn. Vậy vì sao Pháp chọn Đà Nẵng? Chúng ta quan sát vào đây. Đà Nẵng đó là nằm trên trục giao thông Bắc Nam, nó có vị trí vô cùng chiến lược quan trọng, và nơi đây có hải cảng sâu và rộng, thuận tiện cho các cái tàu bè ra vào, đặc biệt là tàu chiến hạng nặng. Thì hải cảng sau này sẽ có thể tàu chiến hạng nặng có thể ra vào được. Và Đà Nẵng còn gần với Hội An, cách Huế khoảng 100 km về phía Bắc. Chúng ta thấy Đà Nẵng ở đây thì Huế nằm ở đây, cho nên nếu như mà chiếm được Đà Nẵng thì Pháp sẽ làm bàn đạp tấn công ra Huế. Và thực dân Pháp, đặc biệt ở đây Pháp là xây dựng được một cái cơ sở xã hội đầu tiên, đó là truyền bá được cái Thiên Chúa giáo vào nước ta rồi. Cho nên ở đây cái số lượng giáo dân rất là đông, và đây là điều cơ sở đầu tiên cho Pháp xâm lược. Và các cái giáo sĩ phương Tây thì vào đây đã vẽ đường đi lối lại, vẽ cái lược đồ Việt Nam chúng ta để cho thuận tiện cho chúng tiến hành chiến tranh xâm lược. Vậy thì đó là âm mưu của Pháp khi chiếm Đà Nẵng làm căn cứ rồi tấn công ra Huế. Cô nhắc lại, vì Đà Nẵng nằm trên trục giao thông Bắc Nam rất là thuận lợi. Thứ hai, đó là có hải cảng rộng và sâu. Thứ ba, đó là gần với Hội An và gần với kinh thành Huế. Nếu như chiếm được Đà Nẵng thì sẽ làm bàn đạp và tấn công ra Huế, buộc triều đình nhà Nguyễn đầu hàng. Và thứ ba là ở Đà Nẵng Pháp đã xây dựng được một cái cơ sở xã hội đầu tiên, đó là cái số lượng giáo dân theo cái tôn giáo rất là đông. Cho nên đây là ba cái nguyên nhân Pháp chọn Đà Nẵng làm điểm tấn công đầu tiên. Đây, Liên quân Pháp Tây Ban Nha đã dàn trận trước cửa biển Đà Nẵng và chuẩn bị tấn công Đà Nẵng. Chiến trường Đà Nẵng năm 1858. Chiều ngày 31 tháng 8 năm 1858, Liên quân Pháp Tây Ban Nha dàn trận trước cửa biển Đà Nẵng và chuẩn bị tấn công Đà Nẵng. Ngày 1 tháng 9 năm 1858 thì Pháp đã
tấn công và đổ bù lên cái bán đảo Sơn Trà của Đà Nẵng, chính thức mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Và lúc này khi mà được tin Pháp đổ bộ lên bán đảo Sơn Trà mở đầu cuộc tấn công xâm lược Đà Nẵng thì triều đình lúc này đã cử Nguyễn Tri Phương từ Huế vào Đà Nẵng để chuẩn bị đối phó với cuộc xâm lược của thực dân Pháp. Đây là hình ảnh của Nguyễn Tri Phương, quan học sĩ dưới thời kỳ của nhà Nguyễn. Ông sinh năm 1800, năm 1873, là một người có tài mưu lược và chỉ huy rất là nhiều trận chiến của Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ. Thì khi mà Nguyễn Tri Phương ra Đà Nẵng, vào Đà Nẵng thì ông đã quyết định đó là thực hiện vườn không nhà trống, thực dân Pháp đi đến đâu thì chúng ta thực hiện vườn không nhà trống ở đó. Và thực dân Pháp đã 5 tháng liền dậm chân tại chỗ ở bán đảo sông Trà mà không thể tiến xa hơn được nữa, cho nên Pháp quyết định rút lui khỏi Đà Nẵng và tấn công vào một cái địa điểm khác, đó là Gia Định. Vậy thì Pháp làm như thế nào tấn công vào Gia Định và không tấn công Đà Nẵng nữa? Chúng ta sẽ tìm hiểu mục hai nhỏ. Ở mục hai nhỏ này chúng ta sẽ chỉ tìm hiểu như vậy thôi. Ba nhỏ: kháng chiến ở Gia Định. Vì sao lại đang từ Đà Nẵng là nơi mà cô phân tích vừa phân tích xong? Đầu tiên là có vị trí địa lý quan trọng, đó là một cái đường tuyến đường giao thông. Thứ hai là nằm gần Đà Nẵng tạo sức ép, cô xin lỗi, nằm gần Huế để tạo sức ép cho Huế. Thứ ba đó là có cảng nước sâu. Thứ tư là có cái hệ thống giáo dân theo cái tôn giáo rất là mạnh, cho nên Pháp chọn Đà Nẵng. Nhưng bây giờ Pháp lại không chọn Đà Nẵng nữa mà Pháp quyết định tấn công vào Gia Định. Chúng ta nhìn ở cái mục đỏ này, tấn công vào Gia Định. Vậy thì vì sao Pháp lại chọn Gia Định? Pháp quyết định đưa con vào Gia Định. Vì sao Pháp phải chọn Gia Định? Hãy quan sát vào sách giáo khoa, chúng ta sẽ thấy được vì sao Pháp phải chọn Gia Định. Mỗi lúc mà Pháp chọn một cái vị trí hay là một cái địa điểm nào đó đánh thì Pháp sẽ xác định đó là cái địa điểm đó sẽ có những lời gì. Thì Pháp chọn Gia Định vì Gia Định, thứ nhất lúc đầu là Pháp chọn Đà Nẵng vì Đà Nẵng gần với Huế, làm bạt đạp sức ép nhưng không thành. Bây giờ Pháp chuyển sang đánh Gia Định vì thứ nhất là Gia Định rất là xa với kinh thành Huế, nếu như có việc gì xảy ra thì triều đình sẽ không thể tiếp tế cứu được, cho nên Pháp chọn Gia Định là thứ nhất. Thứ hai, Gia Định là vựa lúa của miền Nam nói riêng và cả nước nói chung, cho nên Pháp từ cái kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh ở Đà Nẵng bị thất bại, cho nên Pháp bây giờ chuyển sang chiến lược đánh chinh phục từng gói nhỏ, có nghĩa là phải đánh lâu dài. Mà để đánh lâu dài thì phải có lương thực thực phẩm, nên Pháp quyết chiếm cái vùng đất mà Pháp được cho là vừa lũa của cả nước. Thứ ba nữa là Gia Định có hệ thống giao thông đường thủy rất thuận lợi, từ Vũng Tàu Pháp có thể theo sông Cần Giờ và ngược lên Gia Định. Thứ tư đó là nếu như chiếm được Gia Định thì có thể làm bàn đạp để tấn công sang cả Campuchia rồi đến Lào, cho nên Pháp chọn Gia Định. Vậy thì khi Pháp chọn Gia Định thì ngày 9 tháng 2 năm 1859 Pháp đã đến Vũng Tàu và từ Vũng Tàu ngược sông Cần Giờ để đây
sông Cần Giờ để Vũng Tàu, và từ Vũng Tàu ngược trên sông Cần Giờ để lên Gia Định. Và đến ngày 17 tháng 2 thì do khi mà Pháp đổ bộ vào Vũng Tàu và từ Vũng Tàu theo sông Cần Giờ lên Gia Định thì Pháp đã vấp phải sự kháng cự quyết liệt của nhân dân ta, cho nên quãng đường từ Vũng Tàu lên Sài Gòn mặc dù không xa nhưng mà Pháp cũng đã đi hết một tuần mới đến được Gia Định. Và đến ngày 17 tháng 2 năm 1959 thì Pháp đã tìm được Gia Định. Tiếp đến là tháng 7 năm 1960, Pháp đánh chiếm một số địa bàn của Gia Định. Và ngày 23 tháng 2 năm 1961 thì Pháp đã tấn công vào cái đài đồn Chí Hòa. Thì khi mà Pháp được lệnh tấn công, Pháp được tin Pháp đánh Gia Định thì một lần nữa Nguyễn Tri Phương lại được đưa vào làm chỉ huy ở chiến trường Gia Định. Và vào đây thì lối đánh của triều đình Nam Nguyễn nói chung và của Nguyễn Tri Phương nói riêng là một cái lối đánh thủ kiểu, mang tính đó là chất phòng thủ là chính. Thì khi đi vào đến Gia Định thì ngay lúc này Pháp đã gặp một cái vấn đề rất là lớn ở bên Trung Quốc, cho nên Pháp phải điều quân sang từ Việt Nam sang bên Trung Quốc để giải quyết cái vấn đề ở Trung Quốc, cho nên chỉ giữ lại 1.000 quân ở Gia Định. Chúng ta 1.000 quân này nó sẽ đóng ở đây. Nhưng mà khi Pháp vào Gia Định thì Nguyễn Tri Phương khi mà vượt vào Gia Định thì chú trọng lối đánh cô vừa nói đó, gọi là thủ phòng thủ là chính, cho nên khi vào đây Nguyễn Tri Phương đã quyết định xây dựng ở Gia Định một cái đài đồn có tên là đài đồn Chỉ Hòa, vô cùng kiên cự. Và theo như mà Nguyễn Tri Phương nói rằng là bây giờ có thời gian thì xây dựng cái đài đồn này đi, đến khi có vấn đề chiến sự diễn ra thì đài đồn này sẽ vững chắc và sẽ bảo vệ được chúng ta lúc bấy giờ. Nhưng mà chúng ta biết rằng đài đồn Chỉ Hòa nó chỉ vững chắc khi đối diện với giáo mã gầy gò, còn Pháp lúc này là tàu chiến, là đài bác, là súng ống rồi, thì cái tàu, cái đài đồn Chỉ Hòa này không phải là một cái phương án tối ưu. Và chúng ta biết rằng khi mà Pháp đang vướng bận ở Trung Quốc thì chỉ giữ lại 1.000 quân trên một cái chiến tuyến rất là dài, nếu như lúc đó mà triều đình chớp thời cơ, vì lực lượng của chúng ta lúc đó rất là đông, khoảng 10.000 đến 12.000 quân đóng ở Gia Định, đặc biệt là ở đài đồn Chỉ Hòa. Nhưng mà nếu như chúng ta tận dụng thời cơ đó, chúng ta đuổi thực dân Pháp ra khỏi nước ta thì chắc chắn là chúng ta đã giành thắng lợi. Nhưng Nguyễn Tri Phương lại không, và nói là mình chỉ đánh địch khi địch đánh mình, cho nên 100 tên, 1.000 tên lính của Pháp vẫn mặc dù rất là ít vẫn nằm yên tại chỗ và không bị vấn đề gì ở Gia Định. Và Pháp chắc chắn là 1.000 tên này nó sẽ không muốn làm gì ta, không dám làm gì ta, vì nó rất là mỏng, còn chúng ta thì rất là mảnh, cho nên là Pháp nằm im. Và Nguyễn Tri Phương nói Pháp không đánh mình thì mình sẽ không đánh Pháp, cho nên Nguyễn Tri Phương cũng không tiến hành đánh 1.000 tên này. Và cơ hội nhanh chóng qua đi, khi mà Pháp giải quyết xong vấn đề Trung Quốc thì lập tức mang quân về để tấn công ta. Và thành Gia Định, quan quân triều đình thì nhanh chóng thất bại. Và khi mà quan quân triều đình nhanh chóng thất bại nhưng mà phong trào đấu tranh của nhân dân ta diễn ra rất là mạnh, đã nhảy xuống các cái tàu của Pháp để đốt tàu, rồi là đốt vũ khí, chiếm vũ khí của Pháp, làm cho Pháp tổn thất rất là nặng. Nhưng mà chúng ta biết rằng là
Triều đình thì thất bại nhanh chóng, nhưng mà quan quân triều đình, đặc biệt là phong trào đấu tranh của Trương Đình này, hay là Nguyễn Trung Trực này, vân vân. Trương Đình được phong là Bình Tây là nguyên soái đấy, hoặc là chi chiến thắng vang dội của Trung Nguyễn Trung Trực trên sông Vàm Cỏ Đông, đó là những cái chiến thắng vang dội của chúng ta trong cái thời kỳ này. Đó là nội dung của bài 20. Và bây giờ cô trò chúng ta sẽ tìm hiểu sang bài 21. Chiến sự lan rộng ra cả nước, cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ 1873 đến năm 1884, nhà Nguyễn đầu hàng. Mục một nhỏ: thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ lần thứ nhất. Phong trào kháng chiến ở Bắc Kỳ trong những năm 1873-1874. Thì do ở bài 20-19 chúng ta có sự giảm tải, thì cô không nói, nhưng bây giờ cô sẽ nói vì sao Pháp đã chiếm xong được Gia Định. Thì thành Pháp đã yêu cầu, mặc dù là phong trào đấu tranh của nhân dân ta diễn ra rất là mạnh, nhưng mà triều đình lúc này hoang mang lo sợ, và người ta đánh giá cái thái độ của triều đình lúc này đó là sợ dân hơn sợ giặc. Cho nên khi mà chúng ta đang giành chiến thắng ở trên sông Vàm Cỏ Đông với chiến thắng của Nguyễn Trung Trực hay là chiến thắng của Trương Đình, thì triều đình rất hoang mang lo sợ và đã ký với Pháp một cái bản hiệp ước gọi là Hiệp ước Nhâm Tuất năm 1862. Nội dung bản hiệp ước này đó là triều đình sẽ nhường cho Pháp ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ, mở ba cửa biển cho Pháp tự do đi lại, đổi lại đó là Pháp không được tiến hành chiến tranh xâm lược ở Việt Nam nữa. Mục đích của triều đình lúc để kỹ cái bản hiệp ước này đó là cho Pháp nghĩ rằng là ngây thơ nghĩ rằng là cho Pháp để ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ thì Pháp sẽ không chịu nữa, và triều đình nhà Nguyễn vẫn giữ được cái quyền cai trị của mình. Nhưng mà thực dân Pháp từ xa đến đây nó không chỉ chiếm ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ mà chúng sẽ tiến cả Việt Nam chúng ta. Sau đó thì sau khi tiệm được ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ thì Pháp đã quyết định đó là chiếm luôn ba tỉnh miền Tây Nam Kỳ, đó là Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên. Thì khi mà quân Pháp kéo đến trước thành Vĩnh Long và ép Phan Thanh Giản nộp thành, thì Phan Thanh Giản đã nhanh chóng nộp thành và đã viết thư khuyên hai cái thủ thành của An Giang và Hà Tiên cũng nộp thành luôn, và Pháp đã chiếm luôn được ba tỉnh miền Tây Nam Kỳ, đó là Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên, mà không tổn một viên đạn nào. Thì về Phan Thanh Giản, người ta cũng xét ông về công và tội. Người ta nói rằng là Phan Thanh Giản hèn nhát khi mà không đứng ra chống giặc, lại nhanh chóng đầu hàng và còn khuyên hai cái thủ thành ở An Giang và Hà Tiên nộp thành. Nhưng mà có một luồng ý kiến khác thì nói rằng Phan Thanh Giản là một cái vị quan rất thanh liêm và yêu nước thương dân, cho nên biết rằng là diễn ra thì tổn thất rất là lớn thuộc về người dân, nên ông quyết định đó là nộp thành trước khi có những tổn thất to lớn về người diễn ra. Cho nên bây giờ Pháp đã chiếm xong ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ và ba tỉnh miền Tây Nam Kỳ, người ta hay gọi là Lục Tỉnh Nam Kỳ. Và triều đình nhà Nguyễn lúc này vẫn cứ mơ hồ rằng Pháp chỉ ở ba tỉnh, sáu tỉnh Nam Kỳ thôi, còn Pháp sẽ không chiếm ra nữa. Và âm mưu của Pháp thì không bao giờ từ bỏ, và Pháp quyết định lần này đó là đem quân ra đánh chiếm Bắc Kỳ. Mục một nhỏ này chúng ta tìm hiểu là thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ lần thứ nhất, phong trào kháng chiến ở Bắc Kỳ trong những năm 1973, 1873, 1874. Thực dân Pháp điểm đánh Bắc Kỳ lần thứ hai, cuộc kháng chiến với nhân dân Hà Nội và các tỉnh Bắc Kỳ. Đầu tiên, mục một nhỏ: thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ lần thứ nhất, phong trào kháng chiến ở Bắc Kỳ trong những năm 1874-1885.
73, 1874. Chúng ta nhìn đây là lược đồ của các tỉnh Bắc Kỳ. Hà Nội với cọ cục cờ. Thì âm mưu của Pháp. Khi tiến ra Bắc Kỳ đó là Bắc Kỳ là thì có đồng bằng Bắc Bộ nơi có cái vựa lúa lớn thứ hai cả nước sau Gia Định hay là đồng bằng sông Cửu Long. Và nếu như chiếm được đồng bằng Bắc Bộ thì sẽ dọc theo sông Hồng tiến lên đánh phía nam của Trung Quốc. Và Bắc Bộ cũng có một cái nguồn lực rất là dồi dào. Cho nên Bắc Bộ là một cái được gọi là một cái miệng mồi ngon của Pháp để Pháp chiếm đánh. Giàu tài nguyên thiên nhiên, chúng ta biết, chúng ta học trong địa lý chúng ta biết rằng là miền núi Trung du phía Bắc là một cái nơi có giàu tài nguyên khoáng sản, và điều đó là điều Pháp rất cần trong về đợt xâm lược này. Thì đó là bộ nguyên nhân chính để Pháp mang cái âm mưu tiến đánh miền Bắc lần thứ nhất. Cô nhắc lại, thứ nhất đó là chiếm miền Bắc thì sẽ chiếm được, từ miền Bắc sẽ tiến sánh ngang Trung Quốc. Thứ hai là có là cái vựa lúa lớn thứ hai của cả nước. Thứ ba là miền Bắc rất là giàu tài nguyên thiên nhiên. Thứ tư đó là những cái nhân lực rất là dồi dào. Vậy thì để đưa quân ra Bắc Kỳ lần thứ nhất thì Pháp đã thực hiện một quá trình gọi là quá trình thực dân Pháp chiếm đánh Bắc Kỳ lần thứ nhất. Đầu tiên đó là Pháp cho gián điệp do thám tình hình của miền Bắc. Thứ hai đó là tuyên truyền lôi kéo một số tín đồ công giáo hay là tín đồ Kitô giáo đấy lầm lạc, thiếu hiểu biết, kích động họ, lôi kéo họ, làm cho họ nghe theo và nổi loạn. Thứ ba là tổ chức một cái đào quân nổi ứng ở phía ngoài Bắc. Thứ tư là liên kết một cái tên lại buôn có tên là Giang Duy Phi. Cái tên Giang Duy Phi này, đây là một tên lại buôn buôn bán ở vùng Trung Quốc và Việt Nam chúng ta. Thì Pháp đã quyết định đó là nói bắt tay với Duy Phi. Đó là Pháp nói Duy Phi là đẩy ra Hà Nội, các tỉnh miền Bắc của Việt Nam buôn bán trái phép, cướp bóc, trốn thuế, buôn lậu, vân vân ở cái vùng miền Bắc nước ta. Và như thế thì khi mà BP được thực dân Pháp nhờ vả như vậy thì BP đã tiến hành cướp bóc buôn bán tự do đi lại ở trên cái vùng miền Bắc nước ta. Và lúc này triều đình nhà Nguyễn ở Huế đã nghe tin rằng là BP rất là hỗn láo, rất là căng thẳng và ngỗ ngược khi mà tự do đi lại trên cái lãnh thổ Việt Nam. Thì nghe tin đó, nếu như mà triều đình mà không được á, thì sẽ cử một cái đào quân ra để giải quyết cái tên lại buôn này. Đây chỉ là một cái tên lại buôn chứ không phải là một cái tên cao to bổ lớn gì. Nhưng mà triều đình lúc này lại hoang mang, lo sợ và quyết định cử người vào trong Nam và nhờ Pháp đem quân ra giải quyết Duy Phi dùng cho. Vì triều đình lúc này cứ ngây thơ nghĩ rằng Pháp chỉ chiếm ở miền Nam và Pháp không có âm mưu chiếm miền Bắc, cho nên đã nhờ Pháp ra giải quyết cái anh Duy Phi này. Và được cử đó cho nên Pháp đã quyết định đem quân ra Bắc. Khi mà triều đình nhờ thì Pháp đồng ý, nhưng ra đến Bắc thì lại cứ giải quyết vùng Duy Phi gây rối ở Hà Nội, Pháp đã đem quân ra Bắc ta.
Và khi Liên Quân đã bắt thì chúng đã quyết định hồi quân với VP để đổi quân với VP để uy hiếp triều đình và buộc chúng ta phải giao thật một thành Hà Nội đó chứ. Đây, diễn biến của ngày 5 tháng 11 năm 1873, tên tướng của Pháp có tên là Garnier đã từ trong Nam đem quân ra đến Hà Nội và giở trò khiêu khích ta. Ngày 19 tháng 11 năm 1873, Garnier đã gửi tối hậu thư cho Nguyễn Thị Phương, yêu cầu Nguyễn Thị Phương phải nộp thành Hà Nội cho chúng. Và ngày 20 tháng 11 năm 1873, Garnier đã cho quân tấn công thành Hà Nội. Từ ngày 23 tháng 11 đến ngày 12 tháng 12, Pháp chiếm được các tỉnh đồng bằng của Bắc Kỳ lúc bấy giờ. Đây là thành Hà Nội. Thì về khi mà Pháp gửi thư gửi tối hậu thư cho ta thì về phía triều đình một cái trận đấu anh dũng của 100 binh sĩ dưới sự chỉ huy của một cái viên trưởng cơ tại cửa ô của cái thành Hà Nội là và 100 binh sĩ này chiến đấu hy sinh anh dũng. Cho nên bây giờ cái cửa ô của Hà Nội á, người ta lấy cái tên của cái viên trưởng cơ này để đặt tên cho cái cửa thành này gọi là ô quan trưởng. Viên trưởng cơ này chỉ biết là một cái người đứng đầu một cái làng lúc bấy giờ, chứ không biết là ông tên họ là gì, người ta gọi ông là viên trưởng cơ. Tiếp theo đó là Tổng đốc thành Hà Nội Nguyễn Tri Phương lúc này đã đốc thúc quân sĩ chiến đấu và anh dũng hy sinh. Khi mà thành Hà Nội rơi vào tay Pháp thì quan quân triều đình lúc này tan rã và Nguyễn Tri Phương thấy rằng mình không giữ được thành và quyết định đó là ngủ vào cái thư phòng của mình, viết một cái bức thư gửi về cho triều đình Nguyễn và xin lỗi vì mình tài hèn sức nguồn không thể giữ được thành Hà Nội, và sau đó đã để mà giữ mà Nguyễn Tri Phương đã bị thực dân Pháp mua chuộc, nhưng mà ông để giữ khí tiết của mình thì ông đã từ tay kẻ liệu của mình chứ không để mình rơi vào tay của Pháp. Thì đó là về phía triều đình. Còn về phía nhân dân tại các tỉnh Bắc Kỳ của chúng ta thì về phong trào đầu tiên là phong trào bất hợp tác với Pháp. Tiếp theo đó là các văn thân sĩ phu yêu nước đã lập thành các cái hội tổ chức hoạt động bí mật. Thứ ba đó là nhân dân kháng chiến ở Hưng Yên, Phủ Lý, Hải Dương, Ninh Bình và buộc thực dân Pháp phải phân tán lực lượng cố thủ trong các tỉnh này. Đặc biệt là trận Cầu Giấy vang dội năm 1873. Ở Cầu Giấy đây gọi là trận Cầu Giấy lần thứ nhất. Và trận Cầu Giấy này và chiến thắng vang dội đã diệt tuyệt được tên tướng giặc là Garnier. Khi mà tên tướng giặc Garnier bị tự trần, thực dân Pháp rất hoang mang, lo sợ và muốn thương lượng với triều đình. Nhưng mà triều đình chúng ta lúc này cũng nói là có thái độ sợ dân hơn sợ giặc, cũng như là nhu nhược, cho nên hèn nhát và đã quyết định đó là ký với Pháp một cái bản hiệp ước tiếp theo, đó là hiệp ước Giáp Tuất năm 1873. Và với cái hiệp ước Giáp Tuất này có nội dung đó là Pháp sẽ rút khỏi Bắc Kỳ và còn 6 tỉnh Nam Kỳ vẫn thuộc về Tây Pháp. Thì trong lúc Pháp đang hoang mang như thế thì với cái nếu như triều đình mà anh dũng mà cùng với nhân dân đánh giặc thì chúng ta sẽ đuổi được Pháp ra khỏi nước ta, nhưng triều đình lại có thái độ trừ dân hơn sợ giặc, cho nên
đã quyết định ký cái bản hiệp ước giảm tuất này. Và bản hiệp ước giảm tuất này thì Pháp đã rút khỏi miền Bắc nước ta và chiếm 6 tỉnh Nam Kỳ. Trên đây là hình ảnh của Garnier, vì quân đội quân cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc lâm chết ở trận cầu Giấy lần thứ nhất. Đây là trận chiến ở thành Hà Nội. Chúng ta vừa tìm hiểu tiết đầu tiên của bài 19 và bài hôm 20. Hôm sau cô trò chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp nội dung của bài này. Bây giờ chúng ta sẽ dừng ở đây. Chào các em.